Ok. Rụng hết cả lông bây giờ. Lông trắng ơi là lông trắng. Ôi dồi ôi, thằng này có cả điện thằng nào nhảy kinh quá. Tối lắm này. Con này là mơ màu lân đây. Một cánh trắng này. Được mấy con mơ rồi? 1, 2, 3, 4 con mơ rồi à? Con này màu dã man đấy nhỉ. Lưng có nào. Đây là cái này. Con này vừa lên ảnh đấy. Vừa lên ảnh thì có mỗi 2 sợi thôi. Nhưng mà đây lại có 3 sợi dài cái cần à. Đấy. Màu bộ to dã man đấy. Lưng cũng có nhá. Đây lưng này. Con này đẹp dã man luôn đi. Hôm nay cái link Facebook kia của em nó đang bị khóa trực tiếp, cho nên là em sang cái link này. Sang link này ít người xem lại mua nhanh hơn. Và con em ốm, em không có thời gian để livestream từng con một thôi nha cả nhà. Đây nhá, 3 sợi màu trắng này, đẹp chưa. Cái con vừa đăng ảnh xong luôn đấy. Rồi để đây. Đây cũng được bằng này con mơ rồi. Sao ở đây chị? Ôi dồi ôi, cái con vừa thả đẹp thế. Kinh khủng cái màu này. Dã man luôn. Em thì mò chim, các bác thì mò cua. Em thì mò chim đây. Ôi con này vừa cũng đăng luôn này. Đây để em từ từ. Đây em cầm một hoa này, chỗ sáng này, các bác nhìn thấy đây này, mơ quanh mắt này các bác này, quanh mắt nha này, không nhìn thấy luôn à. Từ ra chỗ sáng thì các bác nhìn thấy được, chỉ có em cầm may ra thì các bác nhìn thấy ha. Đây các bác thấy không, cái này hôm qua em chở cho các bác xem ảnh trước rồi còn gì nữa đấy. Em vừa chế độ máy bay cho nên là em ơi, ấy cho chị cái lồng mơ này vào đi, đậy vào cho chị đi nhanh lên, không mà nó từ từ vẫn còn mơ ở trong này nữa, từ từ chị bắt ra, sáng mai em lại về tiếp tục mẻ nữa mà, bao gì đâu. Đây các bác, cái con mào ở đâu nhỉ, đây cái con quanh mắt, mơ quanh mắt, sáng mai em lại về tiếp. Link này cũng là link gọi là link phụ của em, cho nên là các bác ít biết đúng không? Ít biết mà cũng bao nhiêu người xem livestream này này. Con này màu dã man, quả màu. Đấy, con này mơ quanh mắt này, đẹp chưa? Toàn hôm nay toàn con bộ to khủng luôn. Đấy, con này mơ ít con tí chấm này. Con này là em ra trước rồi. Đây cầm soi cho chị để chị bắt tiếp tục này. Cái link kia là không còn nữa, không còn live stream được nữa nha.
Mấy sợi mò đây. Sao tối thế? Đi ra đây xem nào. Tối các bác có nhìn thấy khối hai sợi màu. Con này là video màu lân đấy các bác nhá. Video màu lân đấy. Chân lưng. Con này cũng ít thôi, không nhiều lắm. Được hai quả màu. Con này là có hai con kia là bảo là một đôi màu lân. Đấy, em thả cho các bác xem này. Đấy, con này mơ màu bên kia màu lân luôn đấy. Nó lông nó hơi xấu một tí thôi các bác. Toàn con chim to đùng. Đây con này mặt quỷ bé ít mơ này. Đấy, màu cũng quá đẹp luôn. Thôi được rồi, xem là nhòm đây xem còn con nào. Quá đẹp, cho đi. Xem là hôm nay là được mấy con mơ nhỉ. Là tình hình là ba con mơ thì tối mới về cơ bác ơi. Em thì nó rơi vào tầm khoảng 7-8 con mơ gì đó. Nhưng ở đây xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chỗ này là trừ đi hai con mặt đen là còn có 6 thôi. Đó, 6 con em mơ. Quá đẹp luôn này các bác. Đây con này màu 3 sợi màu trên. Quá đẹp luôn. Đấy, đấy. Đấy, đẹp chưa. Đấy, con này con mơ quanh mắt này. Quanh mắt đây. Quanh mắt đây. Em mưa này nào, em vừa đăng xong mà. Ít dễ mua. Không ơi, em cố mua thôi chứ còn. Nào em ơi. Em ra đã bởi vì trong này còn 2-3 con mơ nữa. Cho nên là phải cố mà tìm nha. Các bác tìm cùng em nha. Hay đuổi lồng kia cho chị đi. Em xem nào. Lồng này không có mơ đâu. Đâu xem nào. Lồng này đi em ơi, lồng này có mơ này. Thùng này là không biết có mơ không nhỉ? Thùng này có một con mơ ít sao ạ? Đây thùng này đi em. Thùng này có hai con mơ. Phải tìm cơ, có lúc còn không tìm thấy luôn ý. Này, đuổi lồng này chị. Cứ đuổi đi em. Chị bảo đâu phải đuổi thế chứ. Bây giờ em đang để chế độ máy bay nha, không có nghe máy nha. Tại vì là đang bận lắm. Nghe máy cứ loạn hết cả lên. Em hôm nay lấy máy chính là gọi à livestream. Đây chính ra như nào, được ngồi quay. Đây này các bác này. Em sẽ đuổi hàng ra nha các bác nha. Đấy, các bác thấy không? Chim quá tuyệt vời luôn đúng không ạ? Em live stream không lick này, không live stream được thì em lick sang live lick. Hả? Để thằng này xuống đây cái. Sao? Bên này nhiều rồi á. Cho lồng khác nhá. Cho lồng này đi, cho lồng bên này đi. Lồng bên này kín rồi đúng không? Em cũng vừa bắt 4-5 thùng rồi chứ không phải là bây giờ mới bắt đầu bắt nha. 4-5 thùng thì cứ có mơ đẻ ra như vậy. Đây các bác này, nhìn này. Em đang lọc có hai con mơ vào đây. Nhưng mà phải từ từ nha. Thì em mới nhìn thấy nó nhá. Hai này. Đang tìm mơ này. 1-3 tất cả rồi nha, thùng này. Mẹ chim hôm nay thì quá to luôn, quá tuyệt vời luôn. Đấy, chim. À. Em đang tìm mơ cùng các bác đây. 2.
2. Nếu mà em mà bị khóa nữa là em vẫn còn nhiều lick nhá các bác nhá. Các bác yên tâm. Các bác chưa biết lick của em đâu. Em có hơn 10 lick cơ chứ không phải là ít, nhưng mà em không muốn lộ diện đâu nha các bác. 2 này. Chỉ cần đổi tên phát là ra lick của mình luôn. Tất cả các bác đều có lick của em hết rồi, yên tâm. Nha. Này. Em có tầm 15 cái lick cơ chứ không phải ít nha. 3. Em đã ủ mưu hết rồi. Các bác yên tâm không phải lo. Em 1 này, em đang tìm mơ nha các bác nhá. Nếu không tìm thấy thì xin các bác tha lỗi. Bây giờ nó nhiều quá nên chả biết nào. 1 kia chưa? 3 nào tinh mắt thì bảo em mới. 2. Hai cụt một đẹp này. Cụt em bán lửa tiền anh ơi. Một đẹp này. Hai đẹp này. Đang nhìn mơ nha các bác. Em đang nhìn mơ đây. 2 này. Em chào 50 bác nha. Lick này mà cũng không lỗi lắm, nhưng mà thôi thì cứ xem tạm vậy còn hơn không có bác nhỉ. Các bác nhỉ. Đúng không? Các bác thèm chim nhưng mà em thèm dai đây này các bác ơi. Hôm qua chồng em không cho sơ muối tí nào, khổ vậy cơ. Trời ơi, bay. Một bay là một đẹp nha. 3 này. Đấy, khổ em chưa. 3 bác thiếu chim là chết, em thiếu dai là chết nha. 2 này. Nói vậy thôi. Hơi bị trung thủy đấy các bác ạ. Nói võ mồm vậy mà các bác. 2. Em làm nghề chim thì chả thích chim thì thích cái gì bác. Đây này. Đấy. Chim đẹp dã man đàn bạo luôn. Mấy đơn mơ về chưa bạn? Có đấy bác ơi. 2. Đang tắt máy à. 2. Không khổ, thằng này nó khốn nạn quá. Nó không để em riêng mơ ra cho em. 1 cụt một đẹp này. Giọng tiêu cực rồi. Điêu thế. Em vừa ôm chồng lúc sáng xong. Nhưng mà không được tí nào bác ơi. Làm gì mà kinh thế. Đang tìm mơ đây anh. Giọng em thì nó nhìn có vẻ đĩ đợi vậy thôi các bác, nhưng mà thực ra là cũng không đĩ đợi đâu, trung thủy cực luôn. 3. Bán hàng phải tếu tếu nhau thế chứ các bác, như thế để cho cái video của mình nó sinh động hơn, các bác thu hút các bác xem hơn nha các bác. 2. Vậy các bác vào xem video của em chứ. Cứ ngồi bắt chim không thì lấy đâu ra các bác. 1. Điêu thật. Thiếu khối anh là vợ ghen đấy nha. Ôi giời, có anh còn bảo là
À có anh bảo vợ anh ghen với em lắm, mẹ nói chuyện lâu quá, nhưng toàn nói chuyện với chim quá, có nói chuyện với cái gì đâu. Có bà vợ còn chửi mẹ, suốt ngày nói chuyện với con Hạnh Facebook, khổ. Hai. Bây giờ tụt mẹ lông rồi. Ôi giời, kiếm mơ cho các bác, kinh quá. Hai. Cái thùng này đuổi hết chưa em ơi? Sao mà chả thấy mơ đâu nhỉ? Hay là cứ nhìn thấy dai nhiều quá nên đâm ra lại chả nhìn thấy mơ mộng đâu, khổ vậy cơ. Một cục một đẹp em ơi. Các dai ơi, các dai ơi, em thèm dai quá. Này các bác này, nói đùa các bác vậy thôi nha, các bác tưởng thật. Hai. Em nằm mẹ xè rồi, chẳng ai thèm đâu các bác ạ. Một. Cái gì mới đang 40 phút trước ý chị anh ơi. Anh ơi, một con mơ đầu nhiều thì giá 8 triệu anh ơi. Nha anh nha. Một đẹp một cụt này. Hai cụt. Cụt bán lửa tiền anh ơi. Anh yêu ơi, đây là cụt nha anh yêu nha. Các anh yêu ơi, đây là cụt nha. Cụt đuôi còn mỗi mấy cọng thôi, lửa tiền nha. Em rổ luôn cái đuôi này đi. Một cụt. Like. Like con nhà bờ chim này các bác này. Ba này. Ba đẹp này. Trước một cụt một đẹp. Từ đã. Cứ bế nó ra đây nó nhìn thấy con gọi nhiều. Một đẹp một cụt này, cụt bỏ đâu nhỉ, chứ để chung này tối đóng hàng kiểu gì được. Bỏ đây, cụt bỏ đây à? Một cụt một tầng này. Tầng với cụt đi đôi với nhau nha. Bán lửa tiền nha các bác. Con này em tính cụt nha các bác. Một cụt. Xấu như con ma luôn. Một đẹp này. Anh ơi cụt đuôi anh. Anh ơi cụt đuôi anh, nửa tiền nha. Các anh yêu của em ơi, hỏi gì nào. Một đẹp một cụt đi em ơi. Này cụt đuôi lại, nhìn thấy chưa. Mấy cọng lông đuôi cũng tính cụt đuôi nha. Đấy mẹ, xe nó chở gì mà cụt hết cả đuôi của người ta. Xe chở chim nó bốc hàng ấy thì tất nhiên là cụt đuôi rồi. Hai cụt này. Đây nha, cụt đuôi đây nha các bác nha. Còn mấy cọng thôi. Người ta thật mà. Một tầng này. Một tầng ít mèo này. Quên bà mất cho mà kia không cho. Đang tìm con mơ mà chưa có thấy đây các bác ơi. Các bác đang tìm chim, em thì đang tìm dai. Một. Đẹp. Nói đùa thế thôi. Chồng em đứng ngay bên cạnh này. Một cụt một tầng. Chết em. Bây giờ lông chim đầy mặt rồi.
vui vui tếu tếu thế thôi, không có gì đâu nha các bác nhá. Một đẹp, hai cụt bác ơi, hai cụt đây, cụt cho thùng tí nữa đuổi ra nha các bác. Mẹ sao cái xe này nó chở gì cụt nhiều thế. Cụt đuôi này các bác nhìn thấy không, cụt đuôi này ba cụt đi. Sợ hai cụt này, ôi giời ơi đuôi này, cụt em bán riêng mà sợ gì, lửa tiền thôi ạ. Một tầng chết con mẹ rồi, bây giờ là không thấy luôn này các bác này, không thấy mơ luôn. Chắc em phải tắt like để mà tìm thôi, không mình mất mua mất tiền mà. Hai cụt bây giờ bán hàng vừa bán vừa chửi, bán với bán được hàng các bác. Em mới học được xong, vừa bán vừa chửi vừa bán được hàng thôi. Thế mới tè. Hai tầng một cụt này. Hết. Đâu, đuổi tiếp chưa? Còn không? Ừ, đuổi đi, đuổi lồng này đi em. Đây các bác này. Chim vẫn còn nhiều mà, không phải là không đâu nha các bác, vẫn còn mấy thùng nữa cơ. Cái thùng mơ này vẫn còn đây các bác ơi, chưa thấy con mơ nào luôn này. Trong cái thùng này cần gì em rạch rồi đây, em làm gì hả? Các bác thông cảm nha, em đang bị say tình nên nói hơi làm nhảm tí. Đùa các bác vậy thôi. Tại vì link Facebook không có phát trực tiếp được thì sang cái link này thì nói để cho líu kéo mọi người thôi nha. Thu hút mọi người thôi nha. Không có cái ý gì đâu nha. Mọi người đừng nghĩ linh tinh đấy. Nào, lông này à? Nói thật là em chỉ suốt ngày ngồi bắt chim ra, ngồi bắt vào thôi, chứ cũng không có cái gì cả. Đây, hai đẹp à? Cho các bác sỉ xem hàng luôn này. Đây. Anh ơi con mơ cụt đuôi là cái video mà hai con màu lân đấy nha anh nhá. Anh xem lại video giúp em cái nha. Đẹp cực luôn, hai con đó màu lân luôn đấy ạ. Đây, một đẹp. Đuôi đẹp như thế này thì tính đẹp nha cả nhà. Một đẹp này. Cho các bác sỉ nhìn thấy hàng trực tiếp luôn này các bác. Đấy, một đẹp. Các bác thấy không? Đây, đẹp chưa? Hai này. Em thề với các bác là bây giờ là em không tìm thấy con mơ đâu. Thế mới đẻo chứ. Một. Tí nữa xà. Xà ơi, tìm cho chị cái lồng ở giáp cầu ao kìa, là một con mơ nha. Mơ ở đầu với lại một mơ ở lưng. Tao chả nhìn thấy đâu nữa. Tao đang bị say tình. Hai cụt. Nói đùa vậy nha, tưởng thật. Một cụt. Đuổi tiếp em ơi, đuổi lông ơi. Rồi thôi mình cứ đuổi đi.
Chị bảo sao mà mày làm vậy nhá. Này, đuổi đi. Đi nhòm cho chị hai con mơ. Đây này, mình nhớ lồng này này có hai con mơ nhá. Sao ấy? Hai lồng này nó có con mơ đấy. Tí nữa chọc ra cho chị. Đây là chị không có nhìn thấy, đúng không? Một con ở đầu này, một con ở lưng nha. Nhớ vào đây. Đây hàng này. Quá tuyệt vời, quá đẹp luôn các bác. Thằng này thằng khác đây nha. Đi trang khác đi. Hết rồi à? Thùng hết, đuổi hết rồi. Rồi, đậy vào đi. Em chỉ có ngồi bắt chim thôi các bác. Chỉ được cái võ mồm đấy bác ạ. Không được cái tăng dạng gì. Ôi dồi ôi, mẹ cha nhà nó. Đấy, các bác thấy không? Chim này. Đẹp như thế này cơ mà. Đấy này. Dã man tàn bạo ba này. Đấy. Quá đẹp luôn này các bác. Em đang cầm điện thoại chứ không thì em cũng cho hẳn 8 con một luôn. Thằng khác nha. Em suốt ngày chỉ ngồi có khùa chim thôi các bác ạ. Đây. Ba đẹp. Nói thật là hôm qua mới xem được cái video hài quá trời. Hôm nay mình thử xem thế nào. Bán hàng vừa bán vừa chửi các bác. Đấy. Hai này. Con đĩ này làm sao này. Chắc người nhiều người chửi em con điên. Hai. Chim đẹp thật. Đẹp bằng chim em không em ơi? Một. Chim của chị có đẹp bằng chim của em không? To bằng không? Này. Một. Em làm ngành chim này đi ra ngoài đường. Em hỏi chim của anh có to không? Nhiều người người ta nghĩ mình đẻo chứ. Trời ơi, có biết là mình là buôn chim đâu. Đi vào giữa đám đông, anh ơi chim của vùng, chim của anh có to không? Ôi giời ơi, người ta lại cứ tưởng mình làm gái. Ôi chết. Hai. Bố tổ. Hôm nọ mình đi lên một cái xe bíp, mẹ mình nói chim của anh có to không? Ôi giời ơi. Ai cũng nhìn mình một cái ánh mắt dã man, cứ tưởng mình ca ve đi. Hai. Ui. Mơ rồi, mơ đầu rồi. Để ra cho chị con mơ đầu đi. Cầm cho chị khác. Hai ghi chưa nhỉ? Ừ, bỏ ra cái lồng mơ đấy. Này, một tầng một đẹp này. Tầng bỏ riêng nha. Tầng như này bán nửa tiền nha các bác. Con yếu bà. Ghi một tầng một đẹp chưa? Có nhiều bác bảo em hâm. Ờ, hâm ăn tiền đấy các bác ạ. Hai. Nói đến chim to cái bật chim cái gì? Bật chim luôn à? Chim to là sướng nhất đấy các bác ạ. Em chỉ thích chim to, chả ghê các bác có thích chim to không? To nhưng phải dài.
2 này. Thôi bây giờ là em phải tắt livestream tại đây đây. Con em đang khóc ở ngoài kia rồi kìa. Nghe mà sốt hết cả ruột đấy các bác. 2. Nghe con khóc sốt ruột lắm. Không thể làm được cái gì luôn các bác ạ. Em đang say tình đây các bác. Vừa nhìn thấy anh đẹp trai quá say luôn. 2. Em vừa nhìn thấy có một anh ở trong livestream này say luôn. 1 này. Chị inbox em lấy hàng nhá chị. Ok. 1 cụt. Con này đẹp chưa? Không cần phải vớt keo nhá, không cần phải vớt như này đâu các bác. Em không có cái đoạn làm màu như vậy đâu. Chim thì để tự nhiên nó mới đẹp nhá các bác. Đấy, nhìn thấy chưa? Các bác thấy không? Đấy. Nhưng mỗi tội con này cụt bà rồi. 1 cụt. Này. Cụt này. 1 cụt này. Chốt cảm ơn bạn. Ai gọi điện trước em bán trước nha các bác. Nên mong các bác thông cảm cho em. Bây giờ là em tắt livestream và bật máy lên. Các bác nào mà chốt trước em chốt trước cho các bác. Gọi trước là em chốt trước nha. Bây giờ các bác đang gọi cho em thuê bao đúng không? 1 cụt 1 trắng. Hết hàng. Buổi tiếp. Rồi đưa chị lồng kia nào em ơi. Rồi em tắt livestream nha, đưa chị lồng kia chị bắt nào. Rồi bây giờ để em bắt chim lại nha các bác nha, chứ bây giờ em cũng bận lắm. Cái link kia là em đã bị khóa rồi nha. Khóa trực tiếp rồi. Mai mới mở lại được nha, hôm trước cũng thế luôn này. Ai buôn bán ở trên Facebook thì chắc là nó thế đấy các bác ạ. Đều vậy hết nha. Rồi em tắt livestream tại đây đâu, em bắt chim này các bác ơi nha. 1